Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đang đến với đêm chung kết xếp hạng của chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022. Cô Hà nói luôn nha, con hoàn toàn xứng đáng làm quán quân của chương trình đó. Ngay từ những giây phút đầu tiên trên sân khấu, trái tim của chú hay là cô Linh hay là cô Hòa và khán giả đều cảm thấy thổn thức. Cháu bắt chước và cô ngồi dưới, cô vừa buồn cười, cô vừa nổi cả gai ốc lên. Thông minh mà duyên này là trời cho, cha mẹ cho từ bé. Tập làm sao được? Mọi điều đã có ra sao, chỉ cần quay lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Quán quân của chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022 là đón xem Gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.